Hello, xin chào tất cả các bác. Hiện tại tôi đang ở cái dự án Love Ra Park, một trong những cái dự án mà những ngày đầu mà tôi làm rank câu nào khi gọi trái máy luôn các bác. Gọi liên tục hỏi về cái dự án này mà lại không có hàng bán. Thế mới buồn đau ạ. Và nó nằm ở ngay trên đường Trịnh Quang Nghị luôn và cách đường Nguyễn Văn Linh các bác nhé. Là tầm khoảng chỉ là khoảng tầm chưa đến 2 cây các bác nhé. Đó, và có thể đi lên quốc lộ 50 tầm vài trăm mét ở quốc lộ 50 rồi. Và đi về Long An tất cả mọi thứ đều rất thuận tiện. Thì dự án này ấy, thì theo như mà những cái kiến thức của tôi biết ấy, đó là nó sẽ gồm, nó thuộc giai đoạn 4. Vì cái giai đoạn 1 người ta đã bán hết rồi các bác nhé. Đây chính là cái khu vực giai đoạn 4 của chúng ta này các bác. Đấy, thì ở những cái giai đoạn mà giai đoạn 1 ấy, thì người ta bán với số lượng những cái căn mà căn biệt thự và cái kiểu nhà phố ấy. Nhà phố liền kề mà thiết kiểu cái kiểu biệt thự. Cái thời điểm mà mở bán nó tầm từ khoảng 2 tỷ đến 3 tỷ thôi. Nhưng mà bây giờ thì có thể nó rơi từ khoảng 4 tỷ đến tầm khoảng gần 5 tỷ ấy, tùy căn, tùy vị trí các bác nhé. Thì bây giờ đây là cái dự án của chúng ta này này, ngay ở trên camera các bác nhìn thấy ấy, là chính là dự án này. Thì dự án này có thể là nó sẽ cần khoảng tầm khoảng như là mở đến tầm 160 mấy căn nữa. Đó, mình xem 160 mấy căn của nhà phố này các bác nhé. Thì tôi tin chắc rằng với cái số lượng nhỏ như thế này thì 133. 133 rồi đúng không? 133. Dự kiến đúng không? Đúng rồi, dự kiến trong giai đoạn 4. Và tổng nếu như là 621 căn. Đây là thì em nghĩ rằng chắc là người ta cũng sẽ xây như kiểu như thế này. Người ta cũng sẽ xây như vậy, thì cái kiểu như thế này, thứ nhất là nó rẻ đó. Thứ hai là cái lượng khách người ta muốn có nhu cầu mua cái nhà khoảng tầm dưới 5 tỷ đấy mà hoàn thiện cơ bản đấy là sẽ rất là nhiều đó. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ quay một vòng quanh cái khu này các bác xem nhé. Bay flycam thì không có vấn đề gì rồi các bác nhé. Đây là cái khu đường đi ra Nguyễn Văn Linh. Đây đường Trịnh Quang Nghị chúng ta sẽ đi ra nhé, nó nằm ở bên góc bên này này. Đây lát nữa tôi sẽ chỉ cho các bác nhé. Căn hộ bên phải là rồi, bây giờ nhá, bên đi thẳng ra ngoài này ấy, đó chính là đường Văn Linh rồi, và view đến là view lên quận 8. Còn phía bên này ấy, là đi view về với cái khu gọi là cái khu căn hộ Love Ra Vista của Khang Điền các bác nhé. Đó, đây toàn bộ cái khu vực này là gọi là khu dân cư Phong Phú 4. Và những cái mà các bác đây nhìn thấy này, đó là những cái cũng là của Love Ra Park luôn, nhưng mà nó sẽ thuộc cái khu Central hay là những cái khu nội khu khác của nó. Đấy, thì các bác thấy những cái dự án này gần như là cháy hàng ấy. Cháy hàng luôn. Đấy, và các cái khu dân cư ở đây các bác, các anh nhìn thấy này. Đó, mấy cái này là gì? Những cái tòa nhà mà trường học á. Trường học gần như là đầy đủ luôn. Từ mầm non nhé. Mình đang đứng gần trường học luôn này. Đấy, mình đang ở đứng ngay mầm non này, tất cả mọi thứ đều đầy đủ hết. Đến cấp 3 luôn, đây trường cấp 3 nhé. Đấy, và ủy ban thì nằm ở trong khu này luôn các bác nhé. Rồi bây giờ mình sẽ quay thử cái dự án này xem các bác, để xem như thế nào. Vì những cái nhà của bác ấy, nó sẽ giống như những cái nhà trắng trắng này này. Thì dự án này thì số lượng căn rất là ít. Tôi tin chắc là nó sẽ cháy hàng. Bán thì tôi chưa biết thời điểm mở bán đâu, mà tôi nhớ mom em rằng là trong anh em môi giới ấy, là đang rất là háo hức cái dự án này. Nhưng mà với cái số lượng chỉ có 133 căn này, tôi nghĩ rằng là không phải anh em là có cơ hội để lấy được căn. Rất là ít. Tôi thật sự rất là khan hàng, nên gọi là khan hàng. Đấy. Thì các bác biết rồi, những cái dự án này người ta đã có cái nền tảng, người ta đã làm rất đàng hoàng rồi. Thì khi mà người ta bán tiếp ấy, tôi tin chắc rằng là bởi vì nó kết nối giao thông so với quận 8, quận 7 chỉ có vài phút đi. Quá thuận tiện luôn. Và các bác biết là nó nằm ở rất là sát làng đại học nhé. Làng đại học thành phố Hồ Chí Minh sẽ rời về Nguyễn Văn Linh. Đó là có đại học Văn Kinh tế đó. Này, Văn Hiến này, Học viện Kỹ thuật Quân sự này, trường cao đẳng, rất là nhiều trường luôn. Và một cái dãy mà các bác để ý rằng là nếu mà nhiều bác hỏi rằng với tôi là cái khu vực nào mà tiềm năng nhất với bất động sản vào cái thời điểm này ấy, thì tôi tin chắc rằng là nhiều bác sẽ nói là quận 9 và quận 2. Khu đông đúng không? Bởi vì nó chuẩn bị là thành phố Thủ Đức rồi. Nhưng mà ở nhưng khu có vực nhân đó, không? Nhưng mà thời điểm đấy các bác biết không? Giá đất ở đấy quá kinh khủng. Các bác để ý nhá, là giá đất ở của những cái khu vực đó thời điểm hiện tại là quá cao. Thì chỉ có cái khu vực mà ở Bình Chánh này, dọc đường Nguyễn Văn Linh này, họ sẽ quy hoạch toàn bộ cái khu vực này luôn. Giá của nó sẽ hiện tại rất là mềm so với những khu vực kia vì quỹ đất nó rất là lớn. Và thứ hai nữa là cái giải phóng mặt bằng người ta đã làm rất là sẵn rồi, người ta đã quy hoạch sẵn rồi. Chỉ cần bắt đầu làm cái là cho chân rời đi ngay. Bao nhiêu năm nay rồi và quỹ đất rất là lớn và cái cơ hội để phát triển của những cái khu vực này nó rất là cao. Đấy, thì tôi quay cho các bác xem cái này, các bác để ý không? Nó cũng không quá là lớn vì nó chỉ có 100 mấy căn thôi. Giai đoạn 4 thôi, nhưng mà khi mà các bác vào mua cái dự án này á thì nhà của bác sẽ như những cái khu này, nội khu như thế này. Bảo vệ an toàn, an ninh. Từ cái cổng ban đầu vào là sẽ như thế này anh này. Anh để không? Bên nãy mình đi vào. Đúng rồi, sẽ cổng như thế này luôn. Đó. Và trong mỗi cái khu đấy là còn nó bao lại đó. Có nghĩa là bảo vệ hai lớp, ba lớp luôn. Đấy. Cơ hội tiềm năng sẽ rất là lớn cái dự án này. Tức là từ dân Phú Mỹ Hưng có thể đổ về đây.
từ đúng rồi. Quận 8 đổ đúng lên rồi. Quận 5, quận 6 có thể đổ về đây. Những cái bác nào mà có tầm khoảng từ 5 tỷ đổ lại là có thể mua được một cái căn nhà phố 3 tầng rồi. Mà nó liền kề các bác nhé. Và em thấy là mức giá nó rất là ok. Tại vì cơ bản mình thấy là cái khu vực ở đây mình đang đứng ngay tại trường luôn á. Bởi vì cái điều gì thì điều khi mà ở thì nó quan trọng nhất là thứ nhất á là học vấn cho con em. Đúng rồi, chính xác. Đó. Thứ hai thì mình mới nói tới bệnh. Đúng bệnh rồi. Thì nhiều khi mình nói thôi 3-4 năm mình bệnh một lần thôi. Đúng rồi. Thôi chứ không thể nào bệnh hoài. Nhưng mà cái vấn đề học thì con cái phải đi học thường xuyên, cho nên là ngay cái trường học đó chắc là mời bạn camera quay lại một chút cái trường học đó. Ngay bên đây, mình đang đứng ngay trường học luôn. Đây đứng ngay trường học luôn. Đó. Công viên. Đường xá thì 16 mét. Cái lộ đường mình đang đứng này rất là rộng, 20 mét. Đây rồi, tôi quay cái dự án này cho các bác xem nhé. Đấy thì là dự án này đây, tôi đang đứng ở rất bọc quay rất là gần luôn. Thì là như thế thôi các bác nhé. Thì nếu mà tôi không đi quá gần vào bên trong nữa vì như thế này là toàn cảnh rồi. Đấy thì nếu mà bác nào muốn mua ở đầu tư thì có thể lệ số điện thoại ở trên video này. Thì chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các bác. Nhớ rằng là tôi tin chắc rằng là dự án này là một trong những dự án tốt nhất ở khu vực này thời điểm hiện tại luôn. Cách đây khoảng tầm khoảng chưa đến 1 km là có cái dự án Love Ravita của Khang Điền là căn hộ. Thì đây là những gần như là cái căn hộ đấy định giá thị trường khu vực này luôn này. Nếu giá nó đang bình thường khoảng tầm 20 mấy thôi, khu vực toàn bộ khu vực này, căn hộ mới căn hộ cũ thì 20 mấy thôi, riêng là Khang Điền tới làm một phát 30 mấy triệu vẫn người ta vẫn mua trái hàng. Tại vì nói gì thì nói chứ căn hộ mình ở cái tiện ích đó, nó được bao gồm ở trong một khu. Dạ. Đó. Rồi. Thì người ta cũng vẫn rất là thích. Dạ. Đúng rồi. Với lại là pháp lý, với lại cái cách mà người chủ đầu tư người ta làm ấy đó. Nó làm cho người ta tin tưởng và sẵn sàng bỏ ra cái số tiền nó cao hơn bình thường. Đúng rồi. Ok rồi, cảm ơn các bác nhá. Rồi, chào tạm biệt. Rồi, xin chào các bạn.